ăn bún cá chiên thì ở đâu chả có, nhưng bún cá nướng thì sẽ như thế nào nhở? Ai chưa thử thì hôm nay cùng Tép trải nghiệm canh cá rô đồng Phương Xuân. Quán có tới 4 loại sợi cho mọi người lựa chọn. Tép ăn sợi bún tăm và sợi bánh đa đỏ. Canh cá thường được ăn cùng rau cải mơ mềm ngọt để tạo nên bát bún cá rô đồng thơm ngon, có phần nước dùng thanh trong, phá bùi, thấm vị. Cần phải trải qua quá trình chế biến khá là kỳ công đấy. Cá rô đồng được nướng than hoa, thịt cá ngọt vị, thịt chắc như thịt gà và không bị tanh. Nước dùng bún cá có vị ngọt rất là thanh luôn, thơm, đậm đà, bột nhẹ tạo màu bắt mắt, đồng thời cũng góp thêm một chút hương cho nước dùng. Bát bún tăm đầy đủ này 50 xu nha, có rất là nhiều cá, một miếng chả cá và trứng cá rô đồng xịn. Bát bánh đa đỏ cũng đầy đủ này, bữa sáng làm bát này đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, đủ năng lượng cả ngày liền. Khi ăn mình cho thêm giấm ớt nếu thích nhá, ăn kèm hoa chuối rất là hợp nha, kiểu bùi bùi ấy, có cả măng chua cay cay này, chua chua giòn giòn đưa miệng phết. Quán có chỗ ngồi trong nhà điều hòa và